Hi guys, welcome back to my channel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi hướng dẫn bài tập về nhà cùng Amanda English. Hôm nay chúng ta đã đi đến unit 15, số 15, at the dining table, ở tại bàn ăn. Vậy thì ở tại bàn ăn chủ đề này chúng ta sẽ có gì nhỉ? Food, đồ ăn, chính xác. Vậy thì chúng mình sẽ bắt đầu luôn nhé. The first one we have beans. Beans, beans. Các bạn lưu ý về cách phát âm và cách viết của từ này nữa nhé. Beans, vì là số nhiều cho nên có S ở sau này. Beans. What's next? Fish. Fish. Từ này các bạn chú ý âm cuối của nó là sh. Fish. Fish. Bật danh nhanh và rõ ràng. What's next? Meat. Meat. Từ này thì âm Y chúng mình kéo dài nhé. M. E. Meat. Và chú ý âm cuối này. Meat. Meat, that's mean, thịt đúng không nào? What's next? Juice, juice. Từ này cô đã hướng dẫn các con đọc rất là kỹ rồi này. J, cong môi lên, gằn giọng xuống. J. Và C cộng E đứng ở cuối từ, nó sẽ biến thành âm S cho cô nhé. Juice, juice, juice. Very good. Okay, what's next? Beans, cùng review lại với cô nhé. Beans, beans. Fish, fish. Meat, meat. Juice, juice. Và cấu trúc của chúng ta ngày hôm nay đó là would you like some beans? Con có muốn một chút đậu không? Một chút đậu đỗ không? Yes, please. Có ạ. No, thanks. Và không, cảm ơn ạ. Vậy thì chúng mình sẽ chú ý vào đây để đọc mẫu câu cho thật là trôi chảy giúp cô nhé. Từ đầu tiên là would you like some beans, beans. Nhưng tuy nhiên khi mà đưa vào ứng dụng thực tế và khi nói ấy, thì chúng ta sẽ không đọc would you like some beans. Như vậy nghe nó rất là thô và nó không giống như người bản xứ đúng không nào? Vậy thì các con nghe cô hướng dẫn nhé. Would you, chúng mình nối âm sang giúp cô và chúng mình sẽ đọc là would you, would you. Would you like some? Từ này đọc nhỏ nhẹ bằng cách thêm dấu huyền. Đọc nhỏ, đọc nhẹ, thêm dấu huyền giúp cô nhé. Some. Ok, bây giờ mình thử ghép vào xem có gì khác biệt không nhỉ? Would you like some beans? Liền trong vòng một hơi thở, liền mạch nhau, luyện tập một cách, luyện nói một cách trôi chảy giúp cô nhé. Would you like some beans? Yes, please. Yes, please. Next. Would you like some fish? Would you like some fish? No, thanks. No, thanks. Would you like some meat? Yes, please. Yes, please. Would you like some juice? No, thanks. No, thanks. Ok, luyện tập một vài lần thì các bạn sẽ cảm thấy rất là dễ dàng khi mà nói trôi chảy được cấu trúc câu ngày hôm nay đúng không nào? Ok, what's next? Sau bài tiếp theo chúng ta sẽ có thêm những từ mới nhé. Các bạn chú ý cho cô nào. Eggs, eggs. Chicken, chicken. Water, water. Milk, milk. Rồi, chúng mình cùng phát âm lại với cô nhé. Eggs, eggs, chicken, chicken, con môi lên này, ch, con môi lên, chicken, water, water, milk, âm cuối của nó nhé, milk, milk. Và cấu trúc ở trong bài này thì sẽ là một câu hỏi, và hỏi cái gì đây? Con muốn ăn cái gì? Con muốn ăn cái gì? Con muốn ăn cái gì đó? Vậy chúng ta chú ý nhé. What would you like to eat? Đó là tất cả những từ bạn muốn ăn gì. Tuy nhiên chúng mình khi mà đưa vào trong thực tế sử dụng ấy thì chúng ta sẽ không đọc chậm như thế và đọc rõ ràng như vậy, và chúng mình sẽ phải đọc có ngữ điệu. Vậy thì chúng ta lại tiếp tục học ngữ điệu cùng với cô nhé. À, từ này mình vừa mới học rồi này. Would you. Và từ to, mình sẽ đọc thêm dấu huyền vào cho cô, giọng đi xuống nhé. To. Rồi, bây giờ mình ghép vào câu nào. What would you like to eat?
What would you like to eat? Rồi, luyện tập vài lần thì các bạn sẽ làm tốt thôi. One more time. What would you like to eat? I would like some eggs, please. Ở cái chỗ này nhá, cái chữ I'd là viết tắt của từ I would. I would. Vậy khi mà từ I would mình viết tắt rồi sang bên này thì chúng ta sẽ đọc cho cô là I'd, I'd, I'd. Nghĩa của nó là I would, con muốn một vài quả trứng nhá. Ok, mình sẽ bắt đầu nào. I'd like some eggs, please. I'd like. I'd like. Very good. Chúng mình sẽ tích cực luyện tập với cô nào. I'd like some eggs, please. What's next? What would you like to eat? I'd like some chicken, please. What would you like to drink? I'd like some water, please. What would you like to drink? I'd like some milk, please. Ở đây thì cô sẽ nhắc các bạn về cái từ này nữa. Từ này muốn đọc hay được thì các bạn chú ý nhé. Nó có âm R, mình cần phải chu môi này. R. Và đằng trước nó có âm d, mình chú ý nào. D, r, ghép nhanh nào. Drua, drua, drua. Ok, bây giờ mình đọc vào từ nhá. Drink, drink, drink. Tránh trường hợp bạn nào tách cái từ này ra làm hai âm tiết đọc là drink là chưa đúng nha các bạn. Từ này chỉ có duy nhất một âm tiết thôi. Đọc nhanh giúp cô nào. Drink, drink, drink. Chính xác. What would you like to drink? What would you like to drink? I'd like some water, please. Và bây giờ sẽ là phần trình bày nhé. Cô sẽ hướng dẫn này. Hello everyone, my name is Thanh Huệ. I'm 8 years old. This is my homework. Unit 15, at the dining table. Would you like some beans? Yes, please. Would you like some fish? No, thanks. Would you like some meat? Yes, please. Would you like some juice? No thanks. Các bạn có thể nói chậm được nhưng bắt buộc phải nói có ngữ điệu nhé. Nói liền mạch trong vòng một câu, nói liền mạch giúp cô. Next. What would you like to eat? I'd like some eggs, please. What would you like to eat? I'd like some chicken, please. What would you like to drink? I'd like some water, please. What would you like to drink? I'd like some milk, please. That's all for today. Đó là tất cả nội dung của bài ngày hôm nay rồi. Cô chúc các bạn học tốt và hoàn thành bài một cách thật hiệu quả nhé. Goodbye and see you next time. Bye bye.